Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã đến với kênh của Vũ 90 Vlog ngày hôm nay nha. Hôm nay thì Vũ đang ra chỗ quán của ông anh Thành ăn tiết canh nhá, để làm món tiết canh. Chào buổi sáng và ngày đầu tháng nhá. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 âm lịch Chào buổi nha. sáng. Cho vào cối này cối 10 Nay không kg băm nữa, nay cho vào cối. Cối 10 kg đấy. Cối xay. Mới kịp được. ASEAN. Đây, hôm nay lại ông anh Thánh ăn tiết canh. Anh em làm món tiết canh chào buổi sáng nha. Thơm ngất ngôi. Có hành khô thì mới thơm. Ngon. Quá. Này ông anh Thánh ăn tiết canh lại mặc áo vàng nhá. Cố gắng vẫn cho vào xay nó nhão là mãi ra là lục khô. Hỏi á. Vàng được rồi, rất được rồi. Đây là rượu sắn nha. Ở quê mình chỉ uống rượu sắn thôi. Rượu sắn men lá. Tiết canh nữa. Nó bảo đánh. Thôi. Bảo đánh. Vâng. Quá hấp dẫn. Năm sáu bát tiết canh nha, pha ra làm ba, đúng không? Pha ra tầm ba. Và ra kia tuyển nó bảo tiết hỏng rồi mà mày trêu. Đây là huyết lợn của ngày hôm nay nha, một ca huyết lợn. Bây giờ như thế này nhá, bây giờ bắt đầu cứ một tiết này, hãng tiết canh à? Hai nước à? Rồi này kia nó được. Thế nào? Thử đúa. Rồi một cái. Để xem đây mà nó rớt li tinh. Tuyệt tuyệt. Một tiết hai nước không? Tỷ lệ là một tiết hai nước. Phà quá chuẩn luôn. Chuẩn. Đồng. Lòng quá. Sao kém. Lòng ngon lắm. Đầu.
Cái con lợn này đại tràng không không có không bị polyp. Không bị polyp. Ăn bậy các kiểu. Đồ đồ nhân vật. Là này nuôi lâu rồi em nhỉ? Nuôi lâu rồi. Đâu rồi? Đừng đây vội về úp ngành đây. Rồi nó vẫn ra bàn. Mà nó có ra đâu. Rồi cứ để cho nó đẹp thôi nhỉ. Cái bát này có thể ra này. Dạ, ngon hết nhỉ. Qua món đấy, anh tiết canh rồi. Qua hẹn hò nào, phải mang vào đây ăn tiết canh anh ạ. Ăn tiết canh. Mang gì mà. Về có. Mùng 1 thế à. Mùng 1 thế này là mùa nào. Mùng 1 thương. 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 Ăn ít thôi. Nào. Còn mấy nhiêu này? Đây một loa. Biết rồi mà đợi không sao. Ừ. Để ba đó. Cho nhà đóng cửa. Bảo đi đâu mà nhà đóng cửa. Ấy cho, ấy cho. Kế về sách còn sách cho ông Tuấn Hồng sách con đéo này. Đi đến về đến chợ Hồ Hưng mượn hết bằng đánh. Đéo để đó, để con ống kháo mà. Ờ, nó còn nữa. Ăn đi, chị đéo. Ba bị tôm ăn đi. Đéo dựng cái mình tài đánh luôn ở đây. Đánh bằng thợ như này được. Mên quá. Mên ơi, đắng. Mên ơi, đắng. Rất cao. Ăn, mời cả nhà ăn rồi nhá. Rồi sốt, lòng sốt nhá. Không hắn đéo ăn cái gì quanh quanh mình vẫn ăn. Đúng. Lọc sáng, bán sáng đi bà ơi. Lọc buổi sáng. Thế lúc nãy không bảo em. Ôi. Rồi. Ôi. Tiếp canh. Mấy đậu hương luôn anh. Bắt đầu. Đúng không? Ra đây, cho là ăn luôn hả? Đúng không? Dạ thế. Nhiều mà anh. Nhiều mà thoải mái. Ăn sốt. Đang thoải mái ăn là. Cái này để lâu nhá. Rồi đánh ra phải ăn ngay. Bị một lần để lâu hốt rồi. Đúng rồi, cái loại này không để lâu được đâu. Không nên để lâu. Anh Hoàn bị một lần để lâu. Anh chưa ăn miếng nào đấy, cứ uống không. Hoàn. Mua cái mải quay nhá. Bạn tiếp khách. Cứ mải quay. Quán mì tôm mua lấy. Mì tôm 35 miếng. Đây còn 2 gói nữa, lấy thêm 1-2 gói nữa thôi. Ngon. Đúng rồi, đã bóp bà ấy xuống là ăn luôn. Ăn nay là chiên nấu đi. À, thánh này cháu ăn nó bị đỉnh rồi. Ngon không anh? Thầy ngon lắm. Ngon chuyên thịt cú. Thịt cú đấy, thịt canh thơm. Con nào kiểu thơm hay con nào thơm đấy. Riêng á? Tiên này thì tươi rồi rói. Đây gần cho giang lẫn cả hành khô và thơm. Cắt được. Cắt nửa vòng trăng. Ăn làm vậy nhỉ? Ăn đang ăn cái này nó đang nấu ấy. Ăn lên mình ngủ rồi. Tôi để quả. Đừng có quên nhiệm vụ nhá. Có thì lăn rừng một tôm rồi.